Ta sẽ bắt đầu vào cái phần là 250 câu lý thuyết hữu cơ hay thi bậc nhất nhá. Cái phần mà lý thuyết hữu cơ này là cái phần mà đa số các bạn rất là hay sai. Thế nên là thầy rất là mong muốn là trong cái lúc mà vừa làm bài tập này thì các bạn cùng comment đáp án với thầy để cho chúng ta có thể học giỏi hơn nhá. Ok ạ, cảm ơn cả nhà. Đấy. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, và đây là buổi học free ạ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide ạ? Bạn nào muốn đăng ký khóa học và sách thì có thể inbox cho thầy ạ. Ok ạ. Saccharose là disaccharide đúng không ạ? Tinh bột là polysaccharide đúng không ạ? Fructose là monosaccharide ạ. Và glucose là monosaccharide ạ. Vậy ở đây polysaccharide thì chỉ có anh nào thôi ạ? Chỉ có anh tinh bột thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ tinh bột ạ. Tinh bột nhá. Ok ạ. À, chúng mình thấy là có rất nhiều bạn là comment đáp án đúng là đáp án B đấy ạ. Cảm ơn các em. Nào câu số 2 ạ. Câu số 2 là một cái câu hỏi về công thức của axit oleic, thì cái bài này nó liên quan đến cái bài chất béo ạ. Thì chúng ta phải nhớ được cái công thức này thì chúng ta mới làm được những cái bài tập về chất béo. Còn nếu không là toang ạ. Ok, cả nhà nhanh tay comment đáp án xuống phía dưới nhé. Nào công thức của axit oleic là gì ạ? Anh này là axit propionic này, vứt này. Anh này là axit formic này, vứt này. Anh này là axit acetic này, vứt này. Vậy axit oleic của chúng ta là C17H33COOH. Cái đặc trưng của anh axit oleic này thì là nó là gì ạ? Là axit đơn chức này, mạch không phân nhánh này, và trong phân tử có một nối đôi CC đấy nhé. Cả nhà nhớ nhé, trong phân tử nó còn một nối đôi CC nữa cơ. Nào câu số 3. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Thế thì cái tơ nhân tạo ấy thì cả nhà cứ nhớ cho chúng mình là chúng ta có hai cái tơ nhá. Có hai cái tơ là tơ nhân tạo. Một là tơ acetat, hai là tơ. Một là tơ acetat, hai là tơ visco nhá. Mình chỉ có hai cái thằng tơ thuộc loại tơ nhân tạo thôi. Tơ visco và tơ acetat. Vậy đấy, cellulose acetat là tơ nhân tạo. Còn nitron nhá, nitron là tơ tổng hợp. Tơ tằm là tơ tự nhiên. Caprông là tơ tổng hợp. Thấy chưa? Đấy, nhớ nhá, nhớ ông toàn đấy ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quý tím? Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quý tím? Thế thì đổi màu quý tím là thằng axit, thằng bazơ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ trong cái này thì cả nhà cùng thể xem là thằng nào không làm đổi màu quý tím ạ. Thế thì axit thì chắc chắn làm đổi màu quý tím đúng không ạ? Vậy HCl là chắc chắn làm đổi màu quý tím, và nó làm quý tím đổi thành màu đỏ nhé. HCl làm quý tím đổi thành màu đỏ. NaOH là bazơ, bazơ thì chắc chắn làm đổi màu quý tím, và nó làm quý tím đổi thành màu xanh, đúng không ạ? CH3CNH2, anh này là metinamin. Anh này tính bazơ còn mạnh hơn cả NH3. Tính bazơ của anh này còn mạnh hơn cả NH3. Mà NH3 thì làm quỳ tím chuyển thành máu xanh. Vậy chắc chắn CH3NH2 này cũng làm quỳ tím chuyển thành máu xanh nhá. Vậy vứt. Vậy không đổi làm đổi màu quỳ tím là anh này. Anh này có tên gọi là glycine. Tại sao anh này lại không làm đổi màu quỳ tím ạ? Tại vì thế này ạ. Anh này có một nhóm COH và một nhóm NH2. Và do nó có một nhóm COH và một nhóm NH2 nên là số nhóm COH bằng số nhóm NH2, nên chắc chắn nó làm không làm đổi màu quý tím. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã đang nhiệt tình tham gia cái buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình test tất cả các bạn vào đây ạ. Chúng mình đang giải cái cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm hữu cơ. Đấy, 2000 câu trắc nghiệm hay lý thuyết hay sai ở trong cái phần là phần 250 câu hữu cơ ạ. Ok ạ. Bạn nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho nick của thầy nhá, Vũ Tân Minh. Nào mình sang tiếp ạ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Cho 20 lít chất lỏng X. Cho 20 ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt. Sau đó thêm từng giọt H2O4 đặc vào, lắc đều, đun nóng, sinh ra một anh hydrocarbon làm nhạt màu KMNO4 ạ. Sinh ra của anh hydrocarbon mà làm nhạt màu KMNO4, thế mới căng ạ. À. Vậy ở bây giờ mình đi viết phương trình hết bọn này thì mình mới làm được. Thứ nhất, ancol metilic mà đun nóng với H2SO4 đặc thì nó chỉ tạo thành là dimetin ET. Và cháu này không phải là hơi. Và cháu này cũng chẳng làm mất màu KMNO4 nhá, nên là vứt cháu này đi. Axit acetic thì càng không tác dụng H2O4 nhá. Được chưa ạ? Anhydride acetic cũng vậy. Vậy ở đây chúng ta chỉ còn anh ancol-metilic. Mình viết phương trình anh ancol-metilic nhé. C2H5OH cho đi qua H2SO4 đặc ở 170 độ C.
Thì cái này chúng ta học hồi lớp 11 rồi các cháu 12. 12 rồi bây giờ mình phải nắm được rõ 11 nhá. Thì nó tạo thành là C2H4. Đây là ethylene. Và anh ethylene này thì có tác dụng là làm nhạt màu dung dịch cảm ở độ 4, được chưa? Làm nhạt màu dung dịch cảm ở độ 4. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D cả nhà nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài, đây là những cái câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đấy ạ, rất là căng thẳng nhá. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Nào, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Nào cả nhà nào, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Ok ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Sau đây là đúng. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh là sai ạ. Amylose là có cấu trúc mạch không phân nhánh nhá. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo là sai. Tơ tằm nó thuộc loại tơ thiên nhiên. Đúng không ạ? Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp là sai. Visco và acetat là bọn bán tổng hợp nhá. Vậy PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, hoàn toàn cái này chính xác ạ. PVC là polyvinyl chloruro. Đây, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì được điều chế bằng đây phản ứng trùng hợp, chính xác luôn. Trùng hợp luôn, N lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Ok ạ. Cổ vũ tất cả các cháu nhanh tay comment đáp án xuống phía dưới nhá. Ok nào, mình tiếp tục này. Câu số 8 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ạ. Câu số 8 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tinh thể chất rắn X không màu. Tinh thể chất rắn X không màu. Vị ngọt dễ tan trong nước. Thế tất cả glucose, saccharose, saccharose, fructose thì đều là tinh thể màu trắng không màu, vị ngọt dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong. À, đầu tiên nó phải có nhiều trong mật ong, vậy không thể glu được. Glu là có nhiều trong quả nho chín. Saccharose là có nhiều trong cây mía hoặc cây thốt nốt hoặc củ cải đường. Vậy có nhiều trong mật ong chỉ có thể là fructose. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Trong công nghiệp X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Đấy, vậy là trong công nghiệp thì fructose được điều chế bằng phản ứng thủy phân saccharose. Vậy cả nhà nhớ nhé, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok ạ, nhớ chưa ạ? Đáp án đúng là đáp án D. Theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của cháu vào đây với ạ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9 ạ. Câu tiếp theo, câu số 9. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là những cái câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia bám sát nhất với đề thi nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng? Dimethylamine công thức là CH3CH2NH2 sai. Anh này là ethylamine nhá. Chứ còn dimethylamine anh này cả CH3NH CH3 cả. Đây là dimethylamine nhá. Glycine là hợp chất có tính lưỡng tính. Glycine đây ạ, H2N CH2COH thì nó có đầu này có tính axit và đầu này có tính bazơ. Vậy thì chắc chắn nó có tính lưỡng tính. Vậy glycine là hợp chất có tính lưỡng tính là đúng. Đáp án đúng là đáp án B. Valin tác dụng với brom tạo thành kết tủa là sai. Phân tử gliala valin có 60 tử oxy cũng sai luôn. Vậy câu số 9 chúng ta chỉ có một đáp án đúng duy nhất thôi. Đó là đáp án B các cháu nhé. Câu số 9 đáp án B. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Câu số 10 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Câu số 10 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Để có thể học giỏi hơn cũng như là để có thể sách mà tham khảo thì các cháu có thể tham khảo tất cả các khóa học của chúng mình cũng như là các cái khóa học mà, cũng như các cuốn sách của chúng mình. Đặc biệt là chúng mình có cái khóa học mất gốc dành cho những cái bạn mà muốn làm lại từ đầu về phần hữu cơ. Thì bạn nào muốn làm lại từ đầu về phần hữu cơ thì có thể vui lòng đăng ký khóa học mất gốc của chúng mình, inbox cho chúng mình để được hướng dẫn chi tiết nhất nhá. Câu số 10 ạ. Polyvinyl chloruro thì được điều chế từ phản ứng trùng hợp thằng nào sau đây? Thì nó được điều chế từ phản ứng trùng hợp thằng vinyl chloruro. Đúng không ạ? Anh này ethylene là điều chế là PE vứt. Anh này là propylene được chưa? Được điều chế là PP vứt tiếp. Anh này là vinyl chloruro thì điều chế ra là gì ạ? Polyvinyl chloruro. Vậy đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 11 ạ. Câu số 11. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Cellulose là gì ạ? Cellulose là polysaccharide, đúng không? Bỏ. Glucose là gì ạ? Glucose là monosaccharide, bỏ tiếp. Tinh bột là gì ạ? Tinh bột là polysaccharide, bỏ tiếp. Vậy ở đây chỉ còn gì thôi ạ? Saccharose. Saccharose chúng ta là gì? Disaccharide. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ cả nhà nhé. Đáp án đúng câu 11 của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ cả nhà? Cả nhà nhớ nhé. Ok ạ, câu số 12 ạ. Đề chuyên Hà Tĩnh năm 2019 ạ.
để chuyên Hà Tĩnh năm 2019. Benzin acetat là ete có mùi thơm của hoa nhài. Benzin acetat là ete có mùi thơm của hoa nhài. Vậy công thức của benzin acetat là? Anh này là phenin vớt nhá. Anh này là benzin acetat đúng. Anh này gì ạ? Benzin nhưng mà propionat vớt. Phenin vớt. Vậy benzin acetat ete có mùi thơm của hoa nhài thì công thức của nó là CH3COOCH2C6H5. Thế vậy đố cả nhà biết là anh ete nào thì có mùi của dầu chuối ạ? Đố cả nhà nhớ được đấy ạ. Ete nào có mùi của dầu chuối ạ? Ete nào có mùi của dầu chuối? Comment xuống dưới xem nào. Ete nào có mùi dầu chuối? Gì ạ? Iso amin acetat. Chính xác. Ete có mùi của dầu chuối là iso amin acetat. Nhớ nhá. Câu số 13. Câu số 13. Dung dịch gly dung dịch ala gly valin. Dung dịch ala gly valin phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Dung dịch ala gly valin phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Chúng ta lưu ý ạ, ala đây là peptide, peptide thì nó có đầu N và nó có đầu C. Đầu N là có nhóm R2 tự do, đầu C là có nhóm COH tự do. Được chưa? Vậy thì chắc chắn 100% nó nhìn thấy HCl thì đầu NH2 này phản ứng được với HCl. Vậy dung dịch này thì phản ứng được với dung dịch HCl. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, HCl. Câu số 14 ạ. Câu số 14. Để chuyên Hà Tĩnh năm 2019. Cho các chất sau. Số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc, vừa hòa tan COH hai lần là. Nào, số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc. Vừa tham gia phản ứng trắng bạc mà vừa hòa tan COH hai lần là. Vừa trắng bạc vừa hòa tan COH hai lần nhá. Thì glucose là vừa trắng bạc vừa hòa tan COH hai lần tại vì nó vừa có chó vừa có OH đa kề. Một chó. Fructose thì có OH đa kề hòa tan được COH hai lần và trong môi trường kiềm thì fructose nó lại chuyển thành glucose. Đúng không ạ? Vì vậy nên nó cũng trắng bạc luôn. Saccharose thì tác dụng với COH hai lần thôi chứ không có trắng bạc. Tinh bột thì cả không trắng bạc, cả không tác dụng với COH hai lần. Cellulose cũng chẳng trắng bạc, cũng chẳng tác dụng với COH hai lần. Acid formic thì tác dụng với COH hai lần và trắng bạc. Được chưa? Vậy ở đây mình có số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc mà vừa hòa tan COH hai lần là 1 2 3. Ba chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ba chất. Ok ạ, dễ không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Merlin ạ. À, hãy nhanh tay chia sẻ buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tết tất cả các bạn học cháu ở đây ạ. Ok ạ, cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các cháu nhé. Nào mình sang tiếp ạ. Câu tiếp theo ạ, câu số 15 ạ. Nhớ comment đáp án liên tục xuống phía dưới nhá. Câu số 15 ạ. Đề chuyên Hà Tĩnh năm 2019 ạ. Cho các chất sau, số chất phản ứng với dung dịch NaOH là. Cho các chất sau, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là. Thế thì để tác dụng với NaOH nhá thì ethanol là không. Ethanol là C2H5OH chẳng bao giờ tác dụng được với NaOH cả. Phenol C6H5OH thì nó tác dụng với NaOH ở ngay điều kiện thường nhá. Có. Anilin C6H5NH2 trong này nó có tính bazơ rồi thì làm sao tác dụng với NaOH được. Đúng không ạ? Bỏ. Phenylamoni clorua C6H5NH3Cl có tác dụng với NaOH mặt nhá. Anh này là muối được tạo bởi từ bazơ yếu và axit mạnh nên là môi trường axit có. Kali acetat là CH3COOK. Cháu này được tạo bởi từ cao hắt bazơ này mạnh hơn bazơ NaOH nên chắc chắn không phản ứng. Vậy ở đây chúng ta có là số chất phản ứng được với NaOH là gì ạ? Phenol là 1, đúng không? Phenylamoni clorua là 2, mà chúng ta chỉ có 2 chất thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ, câu số 16 nhá. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Chuyên Hà Tĩnh năm 2019 ạ. Trong các polymer sau, những polymer có nguồn gốc từ cellulose là. Cái chương polymer là cái chương mà vết nhiều phần lý thuyết rất là cần học thuộc. Mà đa số các cháu là rất là sợ cái chương này nhá. Thì may mắn cho các cháu là có chúng mình đứng ở đây từ chiều chúng mình độ các cháu rồi. Cho các polymer sau, những polymer có nguồn gốc từ cellulose là. Tơ-acetat là đi từ cellulose, tác dụng với anhydric acetic có. Tơ-tằm từ nước bọt con tằm nhé, không phải là từ cellulose. Sợi bông là 99% là cellulose. Visco là cellulose nhúng vào dung dịch CH2. Nilon 6 là đi từ epsilon amino caproic. Nitron là đi từ vinyl cyanua. Vậy những polymer
có nguồn gốc từ cellulose là đây ạ, tơ acetat, sợi bông và tơ visco. Tơ acetat, sợi bông và tơ visco. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có một thôi, đó là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta chỉ có một thôi, đó là đáp án A. Ok ạ. Câu số 17 ạ. Câu số 17. Các cháu hãy nhanh tay chia sẻ là buổi học này, bởi đây là buổi học free nhé, và giúp chúng mình test tất cả các bạn các cháu vào đây ạ. Câu số 17. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Chất X no mạch hở cộng hydro tạo thành chất Y. Chất X no mạch hở cộng hydro tạo thành chất Y. Chất Y cộng chất Z axit hữu cơ tạo thành chất T mùi chuối chín. Chất T mùi chuối chín nó là gì ạ? Gì ạ? Iso amin acetat. Được chưa? Iso amin acetat. Chất Y cộng chất Z, chất Z là axit hữu cơ. Vậy chất Z chắc chắn là CH3COH. Được chưa? Vậy chất Y chúng ta phải là ancol isoamylic. Ancol isoamylic. Được chưa? Chất Y chắc chắn 100% nó phải là ancol isoamylic. Được chưa? Đây. Thế bây giờ sang chất X. Chất Y là ancol isoamylic rồi. Nhá. Đây cháu này. 1, 2, 3, 4. Ancol isoamylic. Đây. OH. Chất X thì no mạch thở mà lại còn cộng được hydro. Vậy thì chắc chắn 100% chất X chỉ có thể là anhydride. 1, 2, 3, 4. HO. Đây. Thì đúng đây là anhydride no đơn hở không? Cộng hydro thì tạo thành ancol isoamylic. Nhá. Thế vậy chất X chúng ta lại đọc 1, 2, 3, 4, 3 metin butanan. Đúng chưa? 3 metin butanan. 3 metin butanan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đây, 3 metin butanan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Một cái câu test IQ cho tất cả các cháu ạ. Và khá nhiều cháu ngừng lại ở đây và bị tiêu tùng ở cái bài này. Nhá. Chúng mình biết là có rất rất nhiều cháu bị sai câu này. Không sao đâu ạ, có chúng mình độ rồi. Yên tâm nhé. Là mình sang câu 18 ạ. Câu 18 là đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019 ạ. Câu 18 đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Chất nào sau đây làm đổi màu quý tím ạ? Là theo các cháu thì chất nào sau đây làm đổi màu quý tím? Chất nào nhỉ? Chất nào có khả năng làm đổi màu quý tím ạ? Xem nào. Glycine. Glycine có một nhóm NH2 và một nhóm COH không làm đổi màu quý. Alanine. Alanine có một nhóm NH2 và một nhóm COH cũng không làm đổi màu quý. Valin, một nhóm CH2 và một nhóm COH cũng không làm đổi màu quý. Một nhóm NH2, một nhóm COH cũng được. Vậy đây chỉ có lysine thôi ạ. Lysine có hai nhóm NH2, một nhóm COH nên nó làm đổi màu quý. Ở cái này thì ở bên trong cuốn hữu cơ lớp 12 của chúng mình ghi rất là rõ, chúng mình đang tìm những cuốn đấy đâu. Hữu cơ 12 của mình đâu nhỉ? Không biết để đâu. Để mở cái bảng ra cho các cháu cái cho nhìn rõ luôn nhá. Chất không làm đổi màu quý tím ở đây ạ. Chất làm đổi màu quý tím ở đây là thằng lysine các cháu nhá. Lysine bởi vì nó có hai nhóm NH2 và một nhóm COH nên nó làm quy chuyển thành máu xanh. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Trong máu người thì luôn có nồng độ glucid X không đổi là 0,1%. Nếu lượng X trong máu mà giảm đi thì người đó mắc bệnh suy nhược. Ngược lại nếu lượng X trong máu mà tăng lên thì người đó mắc bệnh tiểu đường, đường huyết. Vậy chắc chắn X đó phải là đường, không thể là amylose được. Chiếm nồng độ không đổi là 0,1% trong máu, vậy nó chỉ có thể là glucose. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 20. Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Câu số 20. Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ? Cellulose là không phân nhánh. Polyethylene là không phân nhánh. Amylopectin là phân nhánh. Amylose là không phân nhánh. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Amylopectin. Câu 21. Câu 21. Benzin acetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzin acetat, với mình phải viết được công thức cấu tạo CH3COO CH2C6H5. Đây là công thức cấu tạo của benzin acetat nhá. Vậy anh này có mấy xe ạ? 1 2 3 4. Đây 1 2 3 cộng 6 là C9. Được chưa? Các cháu nhìn nó không? C9. Vậy bỏ acetat. H5 cộng 2 là H7, H7 cộng 3 là H10, C9, H10, H8 bỏ. Đây, H10 đấy ạ. O2 thôi ạ, chỉ có O2 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. C9, H10, O2 các cháu nhé.
C9H10 O hại. Ok ạ, các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài vui lòng comment thả chấm xuống phía dưới nhé, để chúng mình biết là cháu hiểu bài ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình test tất cả các bạn và cháu ở đây với ạ. Câu số 22 ạ. Câu số 22. Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với hydro là. Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với hydro là. Thế thì cộng với hydro thì nó phải có nối đôi CC hoặc nối đôi CO của anhít hoặc xê-tôn. Đúng không ạ? Cháu này là không cộng được ancol. Ethylic là không cộng, cháu này là không cộng được. Cháu này cũng không cộng được, vậy chỉ có cháu này cộng được này. Cái nhóm C2H3 này chính là nhóm CH nối đôi CH2 là có cộng, đúng không ạ? Có cộng được. Vậy ở đây là gì ạ? Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với hydro là đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free và giúp chúng mình test tất cả các bạn của cháu ở đây ạ. Chúng ta sang câu 23, một câu có lẽ là hơi hơi khó một chút ạ. Nào, ta nhá. Sao phong hóa STX2 chức có công thức phân tử là C5H8O4. ST2 chức no nhá. Công thức của ST2 chức mà no nó phải là CnH2n-2O4. Thế mà đây là C5H8O4, vậy chắc chắn rằng này là hai chức no. Sản phẩm khả năng hòa tan siêu quát hai lần cho dung dịch màu xanh lam. Hòa tan siêu quát hai lần cho dung dịch màu xanh lam khi và chỉ khi là ancol tạo thành nó là có nốt OH đặc này. Vậy đây C này, OOC này, C này, OOC này. Đấy, thì có phải là khi anh này khi thủy phân ra thì tạo thành ethylene glycol không? Đấy, thế mà đây là C5 mà lại no. Thế đây là 1 2 3 4 rồi. Với một thằng phải là H, một thằng phải là CH3. Được chưa ạ? Đấy, thì chỉ có anh này thôi thì mới thỏa mãn được là khi thủy phân thì sinh ra ethylene glycol nhá. Một cháu, đây là một cháu. Được chưa ạ? Chúng ta còn một trường hợp nữa, chúng ta còn trường hợp nữa. Đây ạ. C. Nhưng mà ở đây yêu cầu là hai chức thôi. Hai chức đây nhá, nhìn nhá, C này. OOC này. C này. OOC này. CH3. Cả nhà nhìn rõ chưa? Thì có đúng là anh này cũng làm quỳ tím chuyển thành máu. À sorry, anh này thủy phân ra cũng thu được OH đặc này nhá. Và sản phẩm này là cũng có thể hòa tan được thẳng CO2 hay là. Đúng không ạ? Rất rất dễ là cực kỳ dễ dàng. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Còn thêm anh nào nữa không ạ? Không thể thêm được nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D cả nhà nhé. Đây là một câu ET cực kỳ hay về mặt cấu tạo luôn. Ok, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà mà hiểu bài hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, để là buổi học free và giúp chúng mình test tất cả các bạn và cháu vào đây nhé. Ok, nào mình sang câu tiếp ạ. Nào mình sang câu tiếp theo là câu mình sang câu tiếp theo ạ. Mình sang câu tiếp theo là câu số 24 ạ. Nào, câu tiếp theo câu số 24 ạ. Câu 24 đáp án gì ạ? Câu 24 đáp án gì ạ? 24 nhá cả nhà nhá, 24 ạ. 24 đáp án gì ạ? Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng là. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng. Lưu ý cho chúng mình là trùng ngưng ạ. Trùng ngưng ạ. Cao su là trùng hợp rồi. Vứt. Nhá. Thủy tinh plexiglass là cũng trùng hợp rồi. Vứt. Trùng ngưng này, ni lông 6,6, ni lông 6 và láp san. Được chưa? Ok không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ni lông 6,6 này. Ni lông 6 này và tơ láp san. Được chưa? Thế còn đáp án D mình loại bỏ tơ visco. Tơ visco không phải là trùng ngưng nhá. Tơ visco không phải là trùng ngưng. Được chưa? Ok, cả nhà hiểu không ạ? Nào. Tiếp nha, đúng rồi, 24 đáp án C. Câu 25. Câu 25 nhá. Đốt cháy hoàn toàn STX. Đốt cháy hoàn toàn STX thì thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn STX thì thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X có thể là ST nào? Thế thì để đốt cháy STX mà thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau ấy, thì khi và chỉ khi đó là ST no đơn hả?
Bởi vì chỉ có anh nghe tên no đơn hở thì mới có cái điều này nhá. No đơn hở, vậy đáp án đúng là đáp án à, được không ạ? Được không ạ? Chỉ có anh no đơn hở thôi mà mới có cái điều này, chứ còn nếu mà không phải là no đơn hở thì không có điều này ạ. Nhá cả nhà, nhá cả nhà, hiểu không ạ? Cả nhóm hiểu bài chưa? Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhá, và chia sẻ lại buổi học này ạ. Ok ạ, cảm ơn ạ. Ok ạ, nào tiếp tục ạ, tiếp tục ạ, tiếp tục sang câu tiếp theo ạ. Câu số 26 này. 26 ạ, 26 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Bảng dưới đây ghi ạ, thí nghiệm hiện tượng XYZT. Đấy, XYZT lần lượt là bọn nào sau đây? Đâu, đây cả nhà cùng xem nào. XYZT lần lượt là thằng nào? Xem nào. XYZT lần lượt là thằng nào ạ? Cái này khá là căng đấy ạ. XYZT lần lượt là cháu nào? XYZT ạ. Ok ạ. XYZT lần lượt là thằng nào? XYZT. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở trong dung dịch nước XYZT. Đầu tiên này, mình có này. X vào Ag2O3 trong NH3 thì không có kết tủa. Đây, phenol không kết tủa, glycine anilin không có kết tủa. Phenol không kết tủa, glycerol không kết tủa. Ok, thỏa mãn hết. Nhá. Y vào Ag2O3 trong NH3 để có kết tủa. Anhydride formic có kết tủa, glycerol không, loại đáp án B. Acetaldehyde không có kết tủa. À, có kết tủa, ethylene glycol không có kết tủa, loại. Vậy là mình loại đáp án B và mình loại đáp án C. À, Z không có kết tủa, glycerol không có kết tủa, ethanol không có kết tủa. T không có kết tủa, ethanol không có kết tủa, anhydride formic có kết tủa, loại nốt C. Vậy đáp án đúng của chúng ta. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A cả nhà nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 27 nè. 27 nè. 27 nào cả nhà cũng comment đáp án à. Bây giờ chúng ta sang cái đề minh họa nhá. Nào. 27 nào, ST nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Thế thì điều kiện để xảy ra một phản ứng trắng bạc. Điều kiện để xảy ra một phản ứng trắng bạc đó là khi và chỉ khi nó có dạng là gì ạ? Chó hoặc là có HCOO. Rồi vậy. Đúng không ạ? Vậy này, thằng này không có chó, thằng này không có chó, thằng này không có chó, thằng này có HCOO. Vậy là cái thằng này có HCO, vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? 27 đáp án đúng là đáp án C, HCOOCH3. C nhá. Câu 28 ạ. 28. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ? Ok ạ, cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Myelin ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free và giúp chúng mình test tất cả các bạn và các cháu vào đây với ạ. Cảm ơn cái sự nhiệt tình của tất cả các cháu trong buổi học ngày hôm nay với ạ. Câu 28. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Amylose là không phân nhánh, cellulose là không phân nhánh, polyethylene là không phân nhánh. Vậy phân nhánh là amylopectin. Đáp án đúng là đáp án C. Nhá. Câu 29 ạ. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? Úi dồi ôi, câu này là câu cho điểm còn gì nữa. Chất nào sau đây là chất hữu cơ? CO là vô cơ đúng không? N2CO3 là vô cơ, CO2 là vô cơ. Chất hữu cơ là cái chất, là hợp chất của carbon mà trừ oxit carbon, trừ muối carbonat, để trừ oxit carbon, trừ muối carbonat, trừ muối hydrocarbonat, trừ muối cyanua và trừ muối thiacinua. Vậy chỉ còn đáp án A thôi. CH4 metan, đúng chưa? CH4 là metan, còn anh thì mê em. Được chưa? Câu số 30. Câu số 30. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thì thấy xuất hiện cái gì? Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thì thấy cái gì ạ? Vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thì chắc chắn là chúng ta thấy hiện tượng là hiện tượng kết tủa máu. Kết tủa màu gì ạ cả nhà? Kết tủa màu trắng. Chắc chắn mình thấy hiện tượng kết tủa màu trắng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án ạ. Câu 31. Câu 31. Cho phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Ethyl format có phản ứng trắng bạc. HCOOC2H5 đúng là trắng bạc rồi. Đúng không? Bởi vì nó có đầu HCO mà. Thủy phân ethyl acetate.
thủy phân etin acetat CH3COO C2H5. Thủy phân mà cộng với lại NaOH đi thì nó sẽ tạo thành là CH3COONa và C2H5OH. Anh này là anconitilic nhá, chứ không phải là anconmethylic. Vậy chắc chắn cái câu sai của chúng ta là gì ạ? 31, câu sai chúng ta là B. Thủy phân etin acetat phải thu được ancol etinic mới đúng nhá. Sai là B. Bỏ. Câu số 32. Câu số 32. Cho các chất sau. Cho các chất sau. À, số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Xem nào. Theo cả nhà thì bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm ạ? Số các chất tham gia phản ứng thủy phân. Rất rất nhiều bạn sai câu này ạ. Thủy phân trong môi trường kiềm thì etin acetat là este là có nhé. Tripalmitin cũng là este có nhé. Saccharose là carbohydrate disaccharide, chỉ thủy phân trong môi trường axit, không thủy phân trong môi trường kiềm. Rất nhiều bạn bị nhầm thằng này có thủy phân đấy. Thủy phân trong môi trường kiềm đấy. Ethinamin là CH5NH2, thằng này có tính bazơ rồi nên không thủy phân trong môi trường kiềm. Gligala thì nó có cái liên kết NHCO. Cháu này là kém bền trong cả axit và trong cả môi trường kiềm, vậy nên là thằng này cũng bị thủy phân trong cả môi trường axit và kiềm. 1 2 3. Vậy có 3 cháu bị thủy phân trong môi trường kiềm. Nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Bỏ 3 cháu ạ. Ok ạ. Câu 33. 33 mình đánh dấu, tí nữa mình quay lại mình giải 33 sau nhá. Tí mình quay lại mình giải 33 sau. Mình câu 34 đi ạ. Câu 34 đi ạ. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi lại bằng sau. Đây. Y và quỳ tím thì quỳ chuyển sang quỳ chuyển xanh nhá. Y lysine chuyển sang lysine chuyển sang lysine chuyển sang etin format không để màu vớt. T và dung dịch brom thì kết tủa trắng. T chất cuối cùng. Phenol kết tủa trắng, anilin kết tủa trắng, chỉ axit clinic không kết tủa mà lại mất màu. Z và CH lần tạo dung dịch. Z vào CH đây, Z đây, glucose etin format. Đây, chắc chắn là tạo thành dung dịch màu xanh lam rồi. Vậy loại thằng này. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ còn đáp án A mà thôi. Đáp án đúng chúng ta chỉ còn đáp án A mà thôi. Câu số 35. Đề minh họa năm 2018. Cho các chất sau, số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là. Số chất tác dụng được với nước brom mà lại yêu cầu là phải ở điều kiện thường. Metan là không nhé. Metan là không. Metan là chỉ tác dụng ở gì ạ? Điều kiện ánh sáng kích thích. Ethylene có do con nối đôi CC. Ethylene đây. Buta 1,3 dien có do con nối đôi CC. Benzen thì không. Toluen không. Styrene có do có nối đôi CC. Phenol có. Vậy đây mình có metin acrylat có. Đúng không ạ? Vậy mình có là số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là ethylene là 1, buta 1,3 dien là 2, styrene là 3, phenol là 4, metin acrylat là 5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án 5, ethylene, buta 1,3 dien, styrene, phenol, metin acrylat 5. Đáp án đúng là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này. Bên đây là buổi học free ạ và giúp chúng mình test tất cả các bạn các cháu ở đây ạ. Mình sang câu tiếp theo là câu số 36. Cho các chất sau, số chất phản ứng dung dịch HCl là. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là metinamin CH3NH2 có alanin H2NCH3COOH, cháu này có nhóm NH2 có. Metin amoni clorua CH3CNH3Cl, cháu này không. Natri acetat CH3COONa, cháu này có. Axit mạnh đẩy axit yếu là CH3COH ra khỏi mũi của nó nhá. Vậy đây mình có 1 2 3. Vậy số chất phản ứng được với dung dịch HCl là có 3 cháu ạ. Nhá, đáp án đúng câu 36 của chúng ta là đáp án A. 3 cháu. Câu 37. Đề minh họa năm 2019. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thì mình sẽ thu được thằng glucose nhá. Fructose sacbut. Hydro hóa glucose thì chắc chắn mình thu được sorbitol. Vậy đáp án đúng là đáp án A.
Được chưa? Câu 38. Câu 38. Ui, câu này giải nhiều lắm phải không các cháu? Câu này giải rất rất nhiều luôn rồi. Thủy phân STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2 thu được sản phẩm hữu cơ có sản phẩm có phản ứng tráng bạc, số công thức phù hợp của X là C4H6O2 nhá, nào cho mình viết nhá. Tráng bạc HCOO này. Đây là một cháu này. Được chưa? HCOO này. Đây là cháu thứ hai ạ. HCOO này. Đây là cháu thứ ba và rất nhiều cháu tô ba. Tô ba là chết. Ở đây thì bài yêu cầu là thủy phân thì thu được sản phẩm phản ứng tráng bạc nên chúng ta còn một anh này nữa, CH3COO. Bởi cái này khi thủy phân thì thu được CH3CSO, CH3CO tráng bạc nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là có 1 2 3 4 chất cơ. Nên 38 chúng ta đáp án đúng phải là đáp án C của cả nhà nhá. Rất nhiều bạn hay bị sai chỗ cơ mà. Câu 39 nào. Cho các polymer sau, số polymer tổng hợp là polymer tổng hợp nhá. Cellulose là thiên nhiên vớt. Được chưa? Cellulose triacetate là bán tổng hợp. Vớt vậy tổng hợp là polyvinyl chloro là 1, caproamid là 2, styren là 3, nylon 6,6 là 4. Tổng cộng mình có 4 hành tử tổng hợp nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 40 trong đề minh họa năm 2019. Câu số 40 trong đề minh họa năm 2019. STX có công thức phân tử là C6H10O4. C6H10O4. Thế thì xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dịch NaOH thu được 3 chất tiêu cơ IZT. Biết Y tác dụng với CH2 lần tạo dịch màu xanh lam. Đây ST2 chức nhá. Vậy đây CH2CH màu xanh lam OOC OOC đảm bảo. Được chưa? Đun nóng Z hỗn hợp chất rắn gồm NaOH và CH lần thu được chất CH4. Vậy chắc chắn Z chúng ta phải là CH3COONa. Bởi vì chỉ có CH3COONa thì tác dụng với NaOH và CaO thì mới thu được CH4. Vậy một cháu phải có cháu CH3 đây. C6 ạ. Vậy phải 1 2 3 4 5. Vậy thêm một carbon nữa đây. Thế là C6. Được chưa? Thế thì anh này nhá xem nhá. Thủy phân thì thu được đây ạ. Cháu này thì có hai nhóm OH tác dụng được với CH lần tạo dịch xanh lam nhá. Đun nóng Z hỗn hợp chất rắn thì thu được. Vậy cháu này là Z nha. Cháu này là X nha. Đúng không ạ? Và còn gì nữa? Cháu này là đây khi thủy phân này. Thì thu được cháu Y là cháu này. CH2OH CHOH C đúng tác dụng với CH lần làm quỳ tím chuyển thành màu xanh chưa? Cộng với cháu Z là CH3 COONa. Đây là cháu Z. Được chưa? Cộng với lại cháu T là HCOOH. Đây là cháu T. Được chưa? Đề bài bảo này. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Đúng. Đề bài hỏi phát hiện sai rồi. Z không làm mất máu nước dung dịch nước brom. Đúng. CH3COONa không làm mất máu dung dịch nước brom. Y mạch carbon không phân nhánh. Đúng. Y không phân nhánh. Vậy chắc chắn phát biểu sai là X có hai công thức cấu tạo phù hợp. Là sai. Đúng ạ. Chắc chắn sai. Ok chưa? X có hai công thức cấu tạo phù hợp là sai. Thế chúng ta cùng xem là sai ở đâu nhé. Chúng ta cùng xem là sai ở đâu. Đây. Thế bây giờ mình xem này. Thằng này còn một cái công thức nữa là CH2 này. OOC này. CH3 này. Được chưa? CH này. OOCH. Và nhiều bạn biết đây là tưởng hết rồi. Đúng không? Nhiều bạn biết đây tưởng hết rồi. Thế giờ chúng ta thử chuyển đi một chút nhá. Thử chuyển đi một chút xíu thôi. Để chúng ta nhìn rộng ra một chút. Thì ví dụ như ạ. Cháu này thì sao? CH2 này. OOC này. CH3 này. Đúng không? CH2 này. OOC này. CH3 này. Ủa chết ạ. À đây, sai phải là B chứ ạ. Y có mạch carbon phân nhánh là sai. Đây. Chứ còn anh này đúng là chỉ có hai. Sorry cả nhà, đáp án sai ta là đáp án B. X có hai công thức cấu tạo phù hợp là đúng này. T khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là đúng. Z không làm mất màu dung dịch brom là đúng. Y là mạch carbon phân nhánh là sai. Không phân nhánh ạ. Được chưa? Không phân nhánh nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Đây, chúng ta vừa xong một câu khó. Ok ạ. Giờ chúng ta sẽ sang một cái câu khó. Tiếp theo là câu số 33. Đây ạ. ST đa chức X. ST đa chức X
có công thức phân tử là C6H10O4. C6H10O4. Tác dụng dung dịch não mắt thu được sản phẩm gồm một muối của axit carboxylic và một ancol. Một muối và một ancol. Thế thì đây, biết X không có tham gia phản ứng trắng bạc. Trường hợp thứ nhất CO CH2OOC CH2OOC. Chú ý là một muối và một ancol thì chỗ này phải là CH3. CH3 thì vẫn thu được một muối là CH3CONa và một ancol. Đây là chất thứ nhất. Chất thứ hai ạ. Chú ý là chất X không có tham gia phản ứng trắng bạc nên chỗ này không phải là đầu HCO được. Được không ạ? Không phải là đầu HCO được. Nhá. Thế là xong được một muối một ancol này. Đến đây ancol này là kịch rồi. Bây giờ mình sang cái đầu muối. COO COO. Đúng chưa? Một muối một ancol. C2H5 C2H5. Đây đúng chất thứ hai chưa? Một muối một ancol. Được chưa? Tiếp tục nha. Sang chất thứ ba nhá. COO này. C này, C này, COO này. CH3 này, CH3. Đây đúng chất thứ ba chưa? Đây đúng chất thứ ba chưa? Đấy, vẫn một muối một ancol thỏa mãn bình thường. Được không ạ? Chất thứ tư nhá, chất thứ tư đấy. COOCH3. Được không ạ? C này. COOCH3 này. Đây đúng chất thứ tư chưa? Đúng chất thứ tư đúng không ạ? Ok ạ, cả nhà nhìn thấy không? Đây là chất thứ tư. Đúng ạ? Vậy mình xem là có chất thứ năm không? Mình xem là có chất thứ năm không? COOCH3 COO CH3. Được không ạ? Đây C đôi đôi ô rồi. Đây C đôi đôi ô rồi. Đúng ạ? Được không ạ? Ok cả nhà hiểu ạ? Đấy. Thế thì chỗ này hết rồi, không thể cắm thêm được nữa. Đúng ạ? Chỗ này là hết sạch rồi. Không thể cắm thêm được nữa. Vậy ở đây tổng cộng nhá. Vậy ở đây tổng cộng chúng ta có 1, 2, 3, 4 nhé. Chúng ta tổng cộng là 4 công thức cấu tạo phù hợp. Ok không ạ? Tổng cộng là 4 công thức cấu tạo phù hợp với chất X khi mà thỏa mãn tác dụng với lại sản phẩm thu được một muối của axit carboxylic Y và một ancol Z nhá. Chúng ta có 4 sản phẩm tất cả. Ok. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không? Nhá. Ok. Thế nhá, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A4. Được chưa ạ?